Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2021 và theo âm lịch. Hôm nay là ngày 13 tháng 11 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Mậu Tuất, tháng Canh Tý năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quan, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trần, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành niên mệnh, bình địa mộc, ngày Mậu Tuất tức can chi tương đồng thuộc thổ và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, bình địa mộc, kỷ tuổi, Nhâm Thìn, Giáp Ngọ, ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày Tuất lục hợp với Mão, tam hợp với Dần và Ngọ thành hỏa cục, xung với Thìn, hình Mùi, Hải Dậu, phá Mùi và tuyệt Thìn. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Canh Thìn, Bính Thìn. Tuổi xung trong tháng gồm có tuổi Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Thân, Giáp Dần. Và các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao sinh khí, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ban nền, trồng cây. Sao đại hồng sa, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao hoang vu, xấu mọi việc, sao vạn vong, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ. Sao tứ thời cô cỏ, kỵ về cưới hỏi, sao quỷ khóc, xấu đối với tế tử, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông nam, tài thần hướng chính bắc. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2021. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết như sau. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý trong ngày này đang có được báo hiệu công việc của bạn sẽ có được nhiều chuyển biến tích cực khi bạn đang gặp được ngày có chính tài ghé thăm. Và dù phải đương đầu với không ít những khó khăn, trở ngại, nhưng với bạn tuổi Tý, với tinh thần quyết tâm cao độ, bạn tuổi Tý không hề nao núng mà vẫn vững tin tiến về phía trước. Với bạn tuổi Tý, bạn chứng minh được năng lực của bản thân mình và sớm nhận được sự công nhận của đồng nghiệp và cấp trên. Bạn đang đi đúng hướng, đúng đường để đến với mục tiêu mà mình đã đề ra, và bạn tuổi Tý cũng cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa nhé. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, cái chuyện tình cảm của bạn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Cái điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới mối quan hệ của bạn và người ấy. Và khi bất đồng xảy ra, cả hai chỉ vì cái tôi của mình quá lớn mà chẳng ai nhún nhường ai, vậy nên căng thẳng cứ mãi tiếp tục diễn ra không ngừng. Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, tự tin chứng minh năng lực của bản thân. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, đối với những bạn đang còn độc thân, chưa tìm được người chung đôi. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, công việc được thuận lợi, mưu sự dễ thành. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, đừng có lơ là về sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, tình cảm lứa đôi có nhiều mâu thuẫn. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 23, số 47, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu đang phải chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hành xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Cái điều này làm cho tâm trạng của bạn trong ngày hôm nay không được mấy vui vẻ. Sự tự tin thái quá khiến cho bạn phải ôm đồm về những thất bại đáng tiếc trong ngày nữa nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho mọi việc của bạn dường như đang đi chệch khỏi hướng mà bạn mong muốn. Và dù là bạn làm trong lĩnh vực nào đi chăng nữa, cái điều quan trọng là bạn luôn cần phải nhớ, đó chính là cần phải cẩn trọng và bước từng bước thật chậm rãi và vững chắc nhé. Và với bạn tuổi Sửu, nếu không muốn bị trượt chân và gục ngã trước khi có được thành công riêng cho mình thì tử vi khuyên bạn là nên sống khiêm tốn và học cách lắng nghe những lời khuyên của mọi người xung quanh, những người có nhiều kinh nghiệm, thay vì khăng khăng làm theo ý của mình như bây giờ bạn tuổi Sửu nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, đối với những bạn đang còn độc thân, vẫn chưa tìm được người phù hợp để tiến tới hôn nhân, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy cần phải cẩn trọng trong từng quyết định, hành động, kéo lại rước họa vào thân. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, tình cảm gia đình yên ấm, không có nhiều biến động. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, cần phải lưu ý nhiều hơn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, đừng để cho sự tự tin thái quá ngáng trở qua đường thành công của mình nhé. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 75, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Dần thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Dần Ngọ Tuất phù trợ. Cái điều này sẽ tác động tích cực lên vận trình của bạn trong ngày hôm nay, sẽ khiến cho công việc của bạn có được nhiều sự khởi sắc, mọi việc đang tiến triển theo hướng vô cùng thuận lợi với bạn. Và với bạn tuổi Dần có thể sẽ nắm bắt được thời cơ này để phô diễn về tài năng của bản thân, ghi điểm trong mắt mọi người xung quanh và cấp trên nữa. Và trong ngày này với bạn tuổi Dần, khi có được Thiên Ấn xuất hiện cũng là lúc bạn đã tìm được chỗ đứng cho mình trong tập thể. Với tài năng và sự nhanh nhẹn của mình, bạn xử lý những công việc phát sinh bất ngờ một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp, khiến cho ai nấy đều phải nể phục bạn nhé. Chỉ tiếc là về phương diện tình cảm của bạn tuổi Dần trong ngày này lại chẳng được suôn sẻ như ý muốn, khi bạn đang gặp ngày có mộc khác với Thổ. Với những tổn thương trong quá khứ cứ tiếp tục là nguyên nhân chính khiến cho bạn chẳng dám tiến đến một mối quan hệ mới nào cả. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, đối với những bạn đang còn độc thân vẫn chưa thể tiến bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, khẳng định được vị thế của bản thân. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, sức khỏe không đảm bảo, cần phải chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, tình cảm gia đình có nhiều mâu thuẫn, có sự bất hòa. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, công việc trên đà thăng tiến được thuận lợi. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 35, số 86, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân chia chở. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Mão có được cơ hội về hợp tác làm ăn thuận lợi, đem lại nguồn lợi đáng kể cho bản thân cũng như là cho cả tập thể. Về mối quan hệ xã giao của bạn tuổi Mão trong ngày này cũng trở nên hài hòa hơn trước rất nhiều, đôi bên cùng đồng lòng tiến đến những đích đến cao hơn nữa. Và trong ngày thứ năm này với bạn Tuổi Mão lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Đây là các thần sẽ mang đến cho bạn có được nhiều tin vui liên quan tới công việc hay là chuyện học hành. Sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng với những thành tích mà bạn mong chờ cũng đã đến. Sự kiên trì và nhẫn nại của bạn cũng đã chứng minh được sự lựa chọn của bạn trước đó là hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, với bạn Tuổi Mão trong ngày này lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại không được như ý muốn. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang dần trở nên xa cách hơn so với trước đây. Và dường như với bạn Tuổi Mão đang đổ hết tâm sức của mình vào công việc mà quên đi sự tồn tại của người ấy. Và bạn Tuổi Mão hãy nhớ rằng tình cảm cần có sự vun trồng thì mới có thể phát triển và đơm hoa kết quả. Vì vậy, bạn hãy điều chỉnh và cân bằng lại cuộc sống của mình càng sớm càng tốt bạn Tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy nên quan tâm tới đối phương nhiều hơn. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, công việc đạt được thành tích như mong đợi. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, sự kiên trì và nhẫn nại ảnh hưởng không nhỏ tới tương lai và sự thành công của bạn. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, tình cảm lứa đôi dần xa cách, phai nhạt. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, mối quan hệ xã giao hài hòa, nâng bước thành công. Và đánh giá của bạn Tuổi Mão trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 13, số 66, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi. Cái điều này sẽ tác động không hề nhỏ lên vận trình của bạn trong ngày hôm nay, làm cho các mối quan hệ xã giao của bạn trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Với bạn tuổi Thìn, đang có những bất đồng quan điểm là điều khó có thể tránh khỏi. Tuy nhiên, cái điều quan trọng là đôi bên đều cần phải lắng nghe những chia sẻ của đối phương để có thể tìm ra được tiếng nói chung, giúp cho công việc chung được suôn sẻ hơn. Và với bạn tuổi Thìn, cũng hãy hướng tới những lợi ích chung mà gác lại cái tôi của mình bạn tuổi Thìn nhé. May mắn là trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh. Cái điều này khiến cho tinh thần của bạn trở nên tốt hơn rất nhiều, nhất là đối với những ai đang làm trong các lĩnh vực như là đầu tư, kinh doanh thì có được các thần chủ về tiền bạc sẽ giúp cho bạn tiếp cận được với những đối tác đáng tin cậy, có tiềm năng trong tương lai, và điều này sẽ giúp cho bạn nhanh chóng thu về cho mình không ít lợi nhuận nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, hãy học cách lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp của người khác. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, đừng chủ quan với những dấu hiệu bất thường trên cơ thể. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, căng thẳng vì bất đồng với đồng nghiệp cấp trên. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, tiền bạc rủng rỉnh, chẳng lo túng thiếu. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong nhà không mấy hài hòa, có sự tranh cãi liên miên. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 24, số 81, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ trong ngày này đang gặp ngày có Tỵ Kim chiếu mệnh. Cái điều này khiến cho bạn không khỏi hoang mang và lo lắng. Bản mệnh tuổi Tỵ rất dễ vướng vào những chuyện thị phi, chia bè kết phái ở chốn công sở. Và đây cũng có thể là nguyên nhân chính khiến cho công việc của bạn thêm phần trì trệ hơn trước khá nhiều. Thay vì để cho những vấn đề ngoài lề gây sao nhã, có lẽ với bạn tuổi Tỵ nên tập trung hơn vào những công việc mà mình đang làm nhé. Còn về phương diện tình cảm của bạn Tú Tỵ trong ngày thứ năm này, dường như nhân duyên đang tìm đến với bạn khi bạn đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng như ngày hôm nay. Đối với những bạn đang còn độc thân, sẽ có được cơ hội tìm được một nửa tâm đầu ý hợp với mình sau bao nhiêu ngày sống cô đơn, lịa bóng. Bạn hãy mở cửa trái tim và đón nhận những yêu thương đang đến với mình. Và xem tử vi cho thấy, hôm nay là ngày 13 tháng 11 năm Tân Sửu, theo Hải Thượng Lãn Ông, nhân thần nằm ở cạnh trong đùi, răng, bàn chân và gan. Vì vậy với bạn Tú Tỵ nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này. Và ngày này với bạn Tú Tỵ đang chịu tác động của nhiều sao xấu như là sao hoang vu, sao vãng vong, sao tứ thời cô quả, sao quỷ khóc. Vì vậy, nếu như bạn có công việc xuất hành đi xa thì nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông nam và tài thần, hướng chính bắc. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn thêm phần được thuận lợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, tình duyên khởi sắc. Đối với những bạn đang còn độc thân, tìm được người ưng ý với mình. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, không nên trị bệnh ở các vị trí nhân thần. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, đừng để cho bản thân vướng vào những chuyện thị phi trốn công sở. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, hãy mở cửa trái tim, đón nhận tình yêu thương ngập tràn. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, sức khỏe không đảm bảo, cần phải lưu tâm nhiều hơn. Về đánh giá của bạn Tú Tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 37, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, dần Ngọ Tuất phù trợ. Cái điều này sẽ mang đến cho bạn không ít tin vui trong ngày hôm nay nhé. Ngày này, công việc của bạn tuổi Ngọ trở nên thuận lợi hơn và đặc biệt là sự nghiệp của bạn phát triển chính là điều khiến cho không ít người phải ghen tị với bạn nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi Ngọ họa phá tài đang ở ngay bên cạnh. Nếu như bạn không có lòng đề phòng, chắc chắn bạn sẽ khó tránh khỏi được cảnh tiền bạc bị thất thoát. Và bạn đừng có tin người một cách dễ dàng, để rồi phải nhận về cho mình những quả đắng lúc này là chẳng hay tí nào nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này sẽ giúp cho vận trình tình cảm của bạn trở nên tươi sáng hơn hẳn so với thường ngày. Các cặp đôi dần biết và thấu hiểu, thông cảm cho nhau nhiều hơn. Tình cảm độ lớn khiến cho những sóng gió dãi đến bỗng nhỏ bé đến lạ thường. Sức mạnh mà cả hai có được đủ để đánh bại những khó khăn, thử thách trước mắt nữa rồi nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, công việc gặp được nhiều thuận lợi, suôn sẻ không ngờ. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, cần phải cẩn thận đề phòng người lạ, đừng có dễ tin người, tin lời đường mật, kẻo lại mất tiền mang tật. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, tình cảm tươi sáng, đôi lứa thêm hiểu về nhau nhiều hơn. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, thức khuya có thể là nguyên nhân khiến cho tình trạng mệt mỏi, căng thẳng kéo dài. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, họa phá tài cận kề, đề phòng mất tiền hao của. Vài đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 15, số 58, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dần, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mùi thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Cái điều này khiến cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay trở nên tồi tệ hơn. Có thể là vì những tranh chấp về tiền bạc mà mối quan hệ giữa anh em, người thân trong gia đình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết nhé. Chưa kể là trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi đang gặp ngày có thương quan giáng mệnh, cái điều này còn tạo ra không ít những rào cản khiến cho vận trình công danh, sự nghiệp của bạn càng trở nên gập ghềnh. Và lúc này, sự hiếu thắng và chủ quan của bạn cũng có thể là lý do khiến cho mọi người xung quanh dần thay đổi góc nhìn về con người của bạn theo hướng không mấy tích cực nữa nhé. Và ngày này với bạn tuổi Mùi cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này làm cho bạn cũng cần phải đặc biệt lưu ý, quan tâm tới sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. Nhất là đối với những ai có tiền sử các bệnh về tim mạch hay là thiếu máu thì càng cần phải chú ý hơn. Với những bệnh về tiêu hóa, bệnh về đường hô hấp cũng dễ dàng tìm đến bạn nếu như bạn cứ tiếp tục duy trì thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh như gần đây. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, đừng có vội bỏ cuộc khi đứng trước những khó khăn, trở ngại. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, con đường tiến tới thành công càng nhiều chông gai, thử thách. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, hãy lắng nghe lời khuyên của mọi người xung quanh để có được câu trả lời cho riêng mình. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, sức khỏe bị ảnh hưởng đáng kể, tật bệnh đang tìm đến. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, tranh chấp về tiền bạc khiến cho mối quan hệ gia đình trở nên căng thẳng. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 22, số 67, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu ánh kim, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân trong ngày này đang có được báo hiệu gặp được vận quý nhân tam hội trợ mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho vận trình công danh, sự nghiệp của bạn trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Với những mối quan hệ xã giao của bạn cũng có được sự hài hòa, tạo điều kiện cho bạn có được cơ hội đến gần hơn với đỉnh cao của thành công ở phía trước. Ngoài ra, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có thiên tài ghé thăm. Cái điều này còn mang đến cho bạn có được những vận may bất ngờ về tiền bạc. Với sự nhạy bén của mình, chắc chắn với bạn tuổi Thân sẽ mau chóng nắm bắt được thời cơ và thu lại cho mình nguồn lợi nhuận đáng kể, làm đầy túi tiền của mình nữa nhé. Và trong ngày này, một số bạn trong mệnh có được cát tinh sẽ có được vận khí tốt, sẽ có được cơ may trúng số, trúng thưởng khi tham gia các trò chơi may rủi nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cũng cho thấy với bạn không còn quá lo lắng về chuyện tình cảm của mình nữa. Lứa đôi ngừng tranh cãi và dần có được sự thấu hiểu lẫn nhau sau những cuộc trò chuyện thẳng thắn với nhau. Cả hai cảm nhận được những khó khăn mà đối phương đang phải đối mặt, từ đó cùng nhau tìm cách để vượt qua nữa rồi. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, duy trì mối quan hệ xã giao hài hòa, phần nào giúp cho công việc của bạn thêm phần được thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, tình cảm gia đình êm ấm, thuận hòa. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, cẩn thận về vấn đề an toàn khi tham gia giao thông. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, với những cuộc trò chuyện, chia sẻ thẳng thắn sẽ giúp cho bạn hóa giải được những mâu thuẫn. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, sự nghiệp trên đà khởi sắc rực rỡ, cơ hội thăng tiến đến ngay trước mắt. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 11, số 67, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu trong ngày này đang có được tác động của ngũ hành tam hội phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Dậu không cần phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề bất ngờ phát sinh nữa. Dưới sự giúp sức của mọi người xung quanh, mọi việc với bạn cũng đã sớm được chu toàn đâu vào đó nữa rồi. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có chính tài độ mệnh. Cái điều này cũng sẽ làm cho bạn đang có được nguồn thu nhập dần ổn định và có chiều hướng tăng tín tích cực. Chỉ cần bạn Tuổi Dậu nỗ lực không ngừng, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng với những khoản tiền lương, tiền thưởng với mình nhé. Còn về phương diện sức khỏe của bạn Tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, tình hình sức khỏe của bạn đang tiến triển khá tốt khi trong ngày đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này chứng tỏ chế độ sinh hoạt, ăn uống của bạn đã áp dụng có hiệu quả nhất định. Chỉ cần bạn nghiêm túc thực hiện thì bạn sẽ sớm có được thể trạng khỏe khoắn như mong đợi của mình nữa nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, đừng quên hâm nóng tình cảm với người ấy. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, sức khỏe cải thiện tích cực. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, cần quan tâm nhiều hơn tới những người thân yêu của mình. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, nỗ lực không ngừng, tiền tài sẽ đến. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, dưới sự trợ giúp của mọi người, công việc hoàn thành và không gặp phải bất cứ vướng mắc nào quá lớn. Về đánh giá của bạn Tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 84, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn Tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn Tuổi Tuất đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này đem lại cho bạn có được những cơ hội kiếm tiền hiếm có, nhất là đối với những ai đang làm trong các lĩnh vực như là đầu tư, kinh doanh, buôn bán, làm nghề tự do. Sự nhanh nhạy của bạn sẽ giúp cho bạn nhanh chóng nắm bắt được xu hướng của thị trường, chớp lấy thời cơ, mang tiền về đầy tay với mình nhé. Còn về phương diện tình cảm của bạn Tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, mối quan hệ giữa bạn và người ấy lại không có được những bước chuyển biến đáng kể. Dường như cả hai đều có những mối bận tâm riêng của mình, từ đó mà bủa bê chẳng quan tâm tới nhau nữa. Tình cảm nếu không được vun đắp sẽ ngày một phai nhạt đi đó bạn Tuổi Tuất nhé. Và xem tử vi cho thấy, hôm nay là ngày 13 tháng 11 năm Tân Sửu, theo Hải Thượng Lãn Ông, nhân thần nằm ở trong đùi, răng, bàn chân và gan. Vì vậy với bạn Tuổi Tuất nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này. Xem tử vi cũng chỉ ra rằng trong ngày này có các sao 6 tác động như là sao hoang vu, sao vạn vong, sao tứ thời cô quả, sao quỷ khóc. Vì vậy với bạn Tuổi Tuất, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bản mệnh nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng chính bắc. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn thêm phần thuận lợi hơn. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, cơ hội kiếm tiền đã đến, hãy nhanh tay chớp lấy thời cơ. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, luôn cẩn trọng và suy nghĩ cho kỹ càng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, tình cảm nhạt phai, cần phải quan tâm tới nhau nhiều hơn. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, tiền bạc ùn ùn đổ về túi của bạn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, đừng có lơ là về sức khỏe của chính mình. Vài đánh giá của bạn Tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 71, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Hợi thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn Tuổi Hợi cho chúng ta thấy là bạn Tuổi Hợi đang chịu ảnh hưởng của thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này khiến cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay không được mấy tốt đẹp. Các mối quan hệ xã giao của bạn không có được sự hài hòa, nhất là đối với những người có chức quyền. Và bạn Tuổi Hợi nên cẩn trọng trong cách hành xử, lời nói, kéo lại gây thù chuốc oán vào mình. Kẻ tiểu nhân chỉ chờ bạn rơi vào hoàn cảnh thất thế như thế này để được đà lấn tới nhằm hạ bệ bạn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn Tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thủy thổ bất dung. Cái điều này cũng cho thấy với những bất đồng liên tục nảy sinh khiến cho mối quan hệ về tình cảm giữa bạn và người ấy vướng phải không ít những rắc rối. Với cái tôi quá cao của cả hai, chẳng ai chịu nhún nhường ai, cho nên tình hình chỉ càng thêm căng thẳng. và nếu như bạn tuổi Hợi không sớm hóa giải thì mâu thuẫn sẽ khiến cho vết rạn nứt ngày càng lớn thêm mà thôi. Và trong ngày này với bạn tuổi Hợi, nhu cầu tiêu xài về tiền bạc của bạn khá cao, bạn ý thức được mình cần phải biết tiết kiệm cho tương lai và không thể lãng phí những sở thích cá nhân được. Vì vậy, bạn mệnh tuổi Hợi nên lập ra những kế hoạch về tài chính cho kỹ càng nhé. Và trong ngày này với bạn tuổi Hợi, nếu như bạn có công việc cần phải xuất hành đi xa thì nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam, tài thần hướng chính bắc. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn thêm phần được thuận lợi hơn. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa nên hạ bớt cái tôi của mình xuống, mối quan hệ sẽ sớm được cải thiện. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ với những dấu hiệu bất thường trên cơ thể có thể là lời cảnh báo về bệnh tật. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, công việc gặp phải không ít những vướng mắc. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, xem giờ tốt, hướng tốt để xuất hành để mọi việc được thuận lợi hơn. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, tình cảm có nhiều mâu thuẫn khó hóa giải. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 36, số 92, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Mão, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.